Vì bị hai bạn nhậu đánh, Phạm Văn Thành, sinh năm 1997, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, đã đâm chết cả hai. Với hành vi giết người, cơ quan công an tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng bắt giữ Thành để điều tra, xử lý. Theo điều tra, trong lúc nhậu vào tối 29 tháng 12, Thành xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Hoài Bảo 23 tuổi và Trần Vũ Luân 17 tuổi, bị hai đối tượng này đuổi đánh. Thành bỏ chạy, sau đó quay lại dùng dao đâm Luân và Bảo. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Thành bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre bắt giữ khi đang trốn tại xã Hương Nhượng, huyện Giồng Trôm.